loạt sao việc từng điêu đứng, bị tố vô trách nhiệm vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, quảng cáo tiền ảo, bất chấp sử dụng giấy khám bệnh giả, bị phan quay lưng. Một chàng nghệ sĩ phải lên tiếng xin lỗi. Dàn sao quảng cáo tiền ảo, hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm đã khiến dư luận xôn xao khi liên tiếp đăng bài quảng cáo tiền ảo. Dù bất ngờ là nội dung của các bài viết này giống hệt nhau, từ câu chữ cho đến hashtag. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra rằng trong danh sách còn có cả đồng tiền ảo FFT liên quan đến mô hình đa cấp biến tướng Lion Group mà VTV liên tục phản ánh trong thời gian qua. Chỉ vài tiếng sau đó, những ngôi sao trên đã xóa sạch bài đăng trên trang cá nhân. Dù vậy, dư luận vẫn hết sức bất bình khi người nổi tiếng sử dụng uy tín của mình để tiếp tay quảng bá cho các sản phẩm gây tranh cãi. Đáng nói ở chỗ, đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng bị dư luận lên án gây gắt khi nhận quảng cáo cho những sản phẩm kém chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghệ sĩ Hài Vân Dung quảng cáo thuốc bằng giấy khám bệnh giả. Dư luận từng choáng váng khi Vân Dung được nhắc tên trong phóng sự của VTV24 vì quảng cáo thuốc bằng giấy khám bệnh giả. Đoạn quảng cáo được nữ danh hài đất Bắc đăng tải trên chính trang cá nhân của mình. Trong clip, Vân Dung chia sẻ rằng mình đang đi khám sức khỏe định kỳ. Nữ nghệ sĩ còn chỉ giấy xác nhận có ghi tên bệnh viện phụ sản Hà Nội về khí ống kính để tăng độ thuyết phục. Theo đó, cô có một khối u nhỏ trong tử cung, nhưng sau khi sử dụng một loại sản phẩm có tác dụng tiêu tăng u sơ, u nang, khối u đã biến mất. Tuy nhiên, bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết mẫu bệnh án mà Vân Dung đưa ra là không chính xác. Ngoài ra, bệnh viện này cũng khẳng định vị bác sĩ trong giấy khám hai phòng 225 đều không tồn tại. Sự việc này đã khiến hình ảnh của nữ danh hài bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sơn Tùng MTV quảng cáo mặt nạ cho hãng mỹ phẩm bị tố đa cấp là ca sĩ có sức ảnh hưởng rất gì sâu biết việc nhất cử nhất động của Sơn Tùng MTV đều được chú ý. Do đó, khi biết nam ca sĩ quảng cáo mặt nạ cho một hãng mỹ phẩm kém chất lượng, người hâm mộ không khỏi thất vọng và liên tục phản đối. Theo tìm hiểu của một số cư dân mạng, hãng mỹ phẩm này hoạt động theo mô hình mang dáng dấp đa cấp, trước đây còn dính nghi án bán kèm trộn. Dòng mặt nạ của họ được quảng cáo là đã đạt chứng nhận thuần chay do phía Hàn Quốc cấp. Thế nhưng, khi các beauty blogger kiểm tra danh sách chứng nhận trên website phía Hàn Quốc, sản phẩm này lại không có tên, chưa kể logo chứng nhận còn có sự khác biệt. Sau đó, Sơn Tùng MTP đã lên tiếng giải thích, anh cho biết đã tự mình trải nghiệm sản phẩm 5 tháng trước khi trở thành đại sứ thương hiệu. Đến lúc này, người hâm mộ lại phát hiện ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của nam ca sĩ. Sản phẩm mặt nạ mới được thử nghiệm và đăng ký an toàn vào tháng 7, ra mắt vào tháng 9, thế nhưng đến tháng 10, Sơn tùng MTP thanh minh rằng mình đã dùng được 5 tháng và rất tin tưởng sản phẩm. Lùm xung này đã khiến không ít người hâm mộ giọng ca đất Thái Bình quay lưng lại với anh. MC quyền Linh, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đóng quảng cáo giới thiệu thực phẩm chức năng là thuốc, tháng 4 năm 2019, nhiều người tiêu dùng gửi đơn tố cáo tới các cơ quan truyền thông về sản phẩm viên sủi S, ép, ép do MC quyền Linh và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung quảng cáo. Trong các clip quảng cáo giới thiệu, hai nam nghệ sĩ đã khẳng định S, F là một loại thuốc được sản xuất bằng công nghệ nano, công nghệ viên sủi đầu tiên của Việt Nam, có thể điều trị hiệu quả bệnh dạ dày, trồng ngược. Thế nhưng trên thực tế, sản phẩm này chỉ là thực phẩm chức năng và không có tác dụng chữa bệnh. Nhãn hàng này đã đánh tráo khái niệm để thổi phòng hiệu quả sản phẩm. MC Quyền Linh và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đều là những gương mặt gạo cội được nhiều khán giả yêu mến. Không ít người đã mua sản phẩm vì nghĩ đây là thuốc và tin tưởng vào danh tiếng của các nghệ sĩ nhiều cư dân mạng cho rằng bản thân mc quyền linh và nghệ sĩ ưu tú chí trung cũng bị nhãn hàng gài bẫy để lợi dụng hình ảnh trục lợi từ người tiêu dùng